Kính thưa quý vị, độc đáo môn bóng bầu dục sâu bướm tại Nhật Bản tin từ Tokyo. Với mong muốn mang đến niềm vui cho những người bị khiếm khuyết ở chân, khuyến khích họ vận động và rèn luyện thể chất, một người Nhật vừa sáng chế ra môn chơi mới có tên là bóng bầu dục sâu bướm. Tại một phòng thể dục tại Đông Kinh, khoảng 30 người đã tham dự cuộc chơi. Theo quy định, họ chỉ được sử dụng tay để di chuyển trên nền nhà. Người sáng tạo ra môn thể thao này là Tomohiro Sawada, đến từ tổ chức thể thao Yuru. Anh cho biết, anh có nhiều bạn bè sử dụng xe lăn hoặc chân giả. Nhiều người trong số này chơi còn hay hơn là người bình thường do nỗ lực mà họ trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Một số phụ nữ cũng thu hút đến với trò chơi này vì họ cho là rất công bằng. Điều không thể thiếu trong môn thể thao là trang phục có nệm lót giống như chiếc ống cuốn vào chân do Yumi Sada, người thiết kế chuyên cho người khuyết tật tạo ra. Bộ trang phục này không chỉ ngăn chặn những vết bầm mà còn khiến người chơi phải gặp trở ngại tương đồng như nhau. Các quy định của môn thể thao bóng bầu dục sâu bướm tương tự như bóng bầu dục và vẫn đang được điều chỉnh thường xuyên. Hiện tại, mỗi trận đấu có 2 đội và mỗi đội có 5 cầu thủ thi đấu trên sân có kích thước bằng nửa sân bóng rổ.